Chuyện kể rằng ngày xưa tại một ngôi làng nọ có 5 anh em tên lần lượt là Sa Gông, Tà Lông, Mê Lông và Ba Lông. Mới có 4 thôi mà còn một ông nữa đâu. Từ từ cứ bình tĩnh. Ra Gông sẽ là cái tên còn lại và là nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock GPI. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục review account. Liệu tài khoản hôm nay có gì hot hit không? Mình sẽ bật mí dàn tướng của bot vô cùng chất lượng. Không chờ chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Tài khoản được lên TV hôm nay được cư ngụ tại Vương quốc 3251 với cái tên là Ragong456. Bên cạnh đó là một tài khoản khác là Ragong423. Xem thử thông tin của tài khoản này trước nha. Sức mạnh tối đa đã lên đến là 108 triệu và đã chết là 13 triệu quân. Vậy hóa ra đây chính là chú ngựa ô mà bot dùng để chinh chiến ở KvK1. Và với sức mạnh là 108 triệu ở KvK1 thì chúng ta đủ hiểu khả năng thao túng tâm lý của... Ý mình là độ chịu chơi của bot là rất đáng kể đúng không nào? Sau đó để chiến đấu tốt hơn ở KvK2, KvK3 và KvK chinh phạt, bot đã mua một tài khoản lực hơn ở bên mình và đó là sự ra đời của Ragong456. Tự dưng mình lại nghĩ đến một bài hát của Bích Phương. 1, 2, 3, 4, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có thì hãy đến ngay với GPI team đi. Và các bạn có thể hốt ngay một tài khoản ngon bổ rẻ và có thể xưng vương xưng tướng ở một hướng nào đó. Chi tiết hơn thì em hãy liên hệ mình theo thông tin dưới phần mô tả nha. Quay lại với tài khoản Ragong456, ở trên màn hình chúng ta có thể thấy là 22 tỷ tài nguyên và 55.000 game. Chúng ta sẽ soi kỹ hơn vào phần thông tin cơ bản. Sức mạnh hiện tại đang là 158 triệu và 10 tỷ điểm tiêu diệt. Trộm vía là bot đã lụm được về 2 hồng đồ, win được 33 lần trước dương thần Osiris. Còn về thông tin thêm thì bot đã từng chạm tới ngưỡng là 281 triệu sức mạnh, chết là 105 triệu quân rồi. Và nhìn qua thì đây là một profile rất uy tín anh em ạ. Mình mà đi tuyển dụng mà gặp bot như này thì thôi trải thảm cõng về luôn chứ không nói nhiều. Chủ đề thành phố của bot thì đang có pháo đài băng giá 10% thủ bộ binh. Nhà này thì không khuyến khích cho anh em không có người yêu nha. Đã lạnh trong lòng người lại còn lạnh toàn thân thì x2 nỗi đau, bot giá có tim mất. Tiếp theo cũng là pháo đài nhưng mà là pháo đài trên đảo. Nhà này thì hợp meta đêm đỏ cơ mà sắp tới bộ binh nổi lên rất mạnh với sát thương trừng phạt nên là mình dự là nhà này cũng ra đảo theo cái tên của nó luôn. Tiếp theo là nhà Atlantic. Nhà này thì có thể nói là một trong những ngôi nhà có vẻ đẹp bóng bẩy và cao sang nhất trò chơi này. Chưa dừng lại ở đó, một ngôi nhà rất được lòng các bot bởi độ ngầu loài mà nó mang lại đó là nhà phân tranh vương triều. Tiếp đó nữa là tiếng gọi vĩnh hằng tăng 15% tấn công của kỵ binh. Nhà ngôi sao tăng 15% phòng thủ của cung thủ. Kỵ cung có rồi, giờ chúng ta có luôn nhà 15% máu của bộ binh. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bot còn sở hữu thêm nhà trường thuyền chiến ca tấn công 12% nữa. Có luôn nhà OL tím và máu cung thủ nhưng mà nhà này nó lạ lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bot lại ngủ quên rồi anh em ạ. Nhiều nhà xịn như này thì bot dùng cọ ảo hóa dương đông kích tây. Tuy giao diện nhà này nhưng hệ điều hành lại là nhà khác khiến địch chẳng biết đâu mà lần. Tiếp theo về túi thần kỳ của bot thì chúng ta đang thấy ở đây là một xu chinh phạt, 171.000 xu một giải. Bên cạnh đó là có rất nhiều điểm VIP và khá tài nguyên. Và trên hết là 38 dương pha lê để bot chinh chiến mùa KvK tiếp theo. Tăng tốc thì mình cũng thấy ở mức tương đối thôi chứ không nhiều hẳn. Tăng tốc luyện lính còn khá này, tăng tốc chữa lành thì ít. Còn tăng tốc chung thì chỗ này mình tính nhầm đâu đó là cũng gần 3 năm. Mục tăng mạnh thì chúng ta thấy ở đây vẫn còn rất nhiều vật phẩm bắp để bot tung hoành ngang dọc. Tiêu kiểu gì rồi nạp vào thì cũng dư cả mớ mà thôi anh em ạ. Thiết bị thì sao? Mình phát hiện ra bot cũng khá là trĩ thủ khi ém hàng rất nhiều dương vật liệu ở đây. Giờ thì mình sẽ liệt kê luôn. Ở đây chúng ta đang có tổng cộng là 63 món trang bị cam, tính cả món farm lẫn vũ khí VIP. Trong đó thì có 36 món talent. Như này là đấm nhau cũng lực điền phết rồi đấy anh em ạ. Vũ trang thì bot cũng thủ sẵn rất nhiều dương chưa mở. Và để tăng phần kịch tính cũng như là làm cho độ tò mò của anh em viewer tăng cao thì mình sẽ không mở cái nào hết. Số đá tẩy luyện này thì bot giấu ở đây để dành tẩy đi lớp make up của mấy cái minh văn xịn nhưng mà chỉ số lỏ. Vũ trang ngó sơ qua vài cái thì cũng ra ngô ra khoai lắm anh em ạ. Hứa hẹn sẽ bùng nổ lắm đây. Và tí nữa chúng ta sẽ check vào phần chỉ huy cho rõ hơn nhé. Về phần các vật phẩm khác thì bot có rất nhiều cọ vẽ để ảo hóa thời trang. Tất nhiên là sản phẩm này chỉ dành cho các bot có nhiều skin nhà thôi. Bot còn một vài cái vé vẫn chưa dùng đến và bật mí với anh em là bot chi tiêu cũng khá căng đây anh em ạ. Tượng cam thì bot còn đâu đó là 300 tượng. Giờ mà có tướng bộ mới thì chắc bot phải nạp thêm mới đủ tượng phải mắc. Với hầu hết các chủ đề thành phố liên quan đến bộ binh thì liệu dàn tướng của bot có thật sự thiên về bộ binh hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Quả như mình dự đoán, còn mỗi Pyhurt là bot chưa mắc thôi, còn lại là mắc hết. Fan bộ binh 20 năm ở đây chứ đâu. Với 99,99% sức mạnh của các tướng bộ binh trong tay, bot có thể đồn trú bằng Gogo Constantine, Gogo Lưu Triệt, Rally bằng Taric Batcan, Taric Lưu Triệt hoặc là đợi thêm chỉ huy bộ binh mới. Mà với dấu hiệu cuồng bộ binh như này kiểu gì bot cũng mắc liền tay hai con bộ binh mới cho mà xem. Đánh open field thì cực kỳ khỏe với những cái tên sừng sỏ như là CPO, Quan Vũ, Lưu Triệt, Alex vân vân. Tiếp đến là kỵ binh thì loại quân này bot cũng khá ưu ái khi mà nhìn bot dát vàng từ trên xuống dưới trừ mỗi tướng mới đó là Eleanor. Check kỹ thì Eleanor cũng gần mắc rồi anh em ạ. Thiếu mỗi 80 tượng vàng nữa thôi. Vậy là kỵ binh cũng được bot đầu tư còn ghê hơn cả bộ binh.
Nhìn thì có vẻ như là fan Arsenal nhưng mà thực sự lại là fan MU anh em ạ. Với lượng tướng đồ sộ như này thì Bốt có thể đồn trú bằng Eleanor Zanzica, Rally bằng Justin Neski, đánh đồng thì có Doan Pê hoặc Khứ Bệnh cũng cứ gọi là khỏe re. Cung thủ thì Bốt khá dè chừng, vậy nên cặp cung mới nhất Bốt lại chưa mắc là Adhu và Hermen. Hermen đánh đồng thì siêu khỏe nhưng mà Bốt lại say no. Thonmot và Sardes cũng vậy, Bốt chưa mắc. Vậy là chúng ta có tứ đại thành hầu được Bốt cho ra chuồng gà. Với dàn tướng như này thì Bốt chỉ có thể đánh Overfield thôi. Với cả là không có Hermen thì Bốt cũng sẽ thua thiệt phần nào nếu mà team có nhiều tướng sử dụng sát thương kỹ năng, cũng như là thiệt thòi khá lớn trong chế độ chơi hoàng hôn hẻm núi. Còn về tướng lãnh đạo, Bốt có Chaizan để bắp và đi bắp đánh hẻm núi cho nó mượt, có Hera Jisuxin để đồn trú, có Honda để kẹp phụ nếu mà đánh đồng thiếu tướng, mà Bốt làm gì thiếu tướng, có luôn nữ vương Võ Tắc Thiên để bay về KVK2 lùa gà như bao người hàng áo ước. À mà bây giờ cũng khó rồi, khó bay rồi anh em ạ. Hầu hết các tướng lãnh đạo cần thiết thì Bốt đều có đủ cả. Có mấy con chưa mắc thì chỉ là rau dưa đi kèm thôi. Còn dàn tướng công trình tà đạo không làm mà vẫn có ăn thì Bốt vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ học tập và làm theo cả. Chúng ta sẽ đào sâu hơn về chi tiết từng tướng. Cầm đầu dàn tướng của Bốt đang là anh cả CPO với set 8/8 talent, trong đó là 2 món đồ KVK biểu trưng level 2, 4 món lẻ thì biểu trưng level 3, mix level 4, riêng tay thì level 1. Set này rất mạnh trong việc đánh open field anh em ạ. Vua về nhì sẽ là Neski, sở hữu một set 8/8 món talent, trong đó có 4 món địa ngục để tăng máu và sát thương phản công. Biểu trưng thì vũ khí và tay level 3, còn lại thì mix level 1, level 2. Sừng và nhẫn thì đang là 2 trang sức tốt nhất dành cho các chủ lực rồi. Set này đánh open field thì mạnh cũng không kém gì set của CPO. Mà hình như quên cái gì đó đúng không anh em? Chúng ta sẽ quay lại xem vũ trang của CPO xem có gì hot. Set vũ trang này thì có đâu đó là gần 25% chỉ số cộng thêm một cái minh văn giảm sát thương. Set này công tâm mà nói thì mình đánh giá chỉ là khá mạnh mà thôi. Tiếp theo là chúng ta xem vũ trang của Neski. Đấy, đúng như mình nói, Bốt ưu ái kỵ binh hơn hẳn, khi mà vũ trang rất sạch sẽ với 30% chỉ số và có minh văn thợ săn đi kèm với ô nhục để tăng sát thương gây ra. Còn với vũ ca dâu dài, vị huynh đài này đang được trang bị một set 4 món đế chế vĩnh cửu, đi kèm với đó 2 món lẻ và 2 trang sức. Biểu trưng thì đang mix giữa level 1 và level 2 là chủ yếu. Tuy nhiên hai món có talent này lại không được tính là có talent do mang talent lãnh đạo. Phải chăng sức mạnh tiềm ẩn của Quan Vũ chỉ thực sự được bộc lộ khi mang hắn ta vào đúng bản chất của mình là một tướng lãnh đạo? Cái này thì mình chưa kiểm chứng được. Còn anh em nào có Quan Vũ dùng đồ bộ binh nhưng mà có talent của lãnh đạo thì confirm cho mình nha. Tiếp theo thì vũ trang của Quan Vũ đang có 26% chỉ số, bon nó thêm là cái thợ săn và táo bạo để tăng thêm sát thương và chém phát nào thấm phát đó. Điểm trừ là còn 1-2 dòng lạc quẻ. Mình tin là với số đá tẩy luyện Bốt đang giấu trong túi thì việc Quan Vũ có một bộ chỉ số xanh xanh đẹp là chuyện bình thường như cơn đường hộp sữa. Gia Cát Lượng là một lão tướng cung thủ mạnh thứ 3 với một set là 4/8 món talent. Set này là set hàm rồng rất chi là chuẩn men của cung thủ rồi, đi kèm với đó là dao và sừng. Với quả dao này thì sẽ giúp Bốt swarm hiệu quả hơn. Vũ trang thì Bốt đang có tầm 27% chỉ số, thợ săn này là cái thứ 3 rồi. Táo bạo cũng giúp Gia Cát Lượng gây kỹ năng được đau và rát hơn. Giờ đến với Hoắc Khứ Bệnh, anh chàng điển trai này đang mặc trên mình set 4 món địa ngục và 2 món KVK, trong đó có cái nón khan này đã tinh luyện được 50%, còn vũ khí thì đã nổ talent rồi. Dây chuyền tăng thiệt hại đoàn tướng thông thường này đang tinh luyện được 50% rồi, và nếu nổ talent thì có thể là Bốt sẽ dùng cho lưu triệt thì đúng là hết nước chấm luôn. Nhân vật tiếp theo đó là Chaizan, một set lãnh đạo với 6 món nhìn khá mạnh mẽ và 3 món có talent rồi. Phụ kiện thì đang là đồng xu để tạo khiên tăng chống chịu và sừng để ra kỹ năng nhanh hơn. Hỗ trợ hết mình cỡ này mà mấy đạo kia đánh đấm không ra hình ra hài là về nhà anh đây kẹp cổ từng đứa một luôn. Vũ trang thì không có gì đặc biệt lắm, tầm cỡ 18% chỉ số cơ bản. Nói chung là phận hỗ trợ mà. Trang bị đã ngon mà vũ trang lại ngon nữa thì mấy đạo kia kiểu gì cũng biểu tình đòi quyền bình đẳng dưới cho mình xem. Cuối cùng là Sargon, Trùy lão tử sẽ đang dùng có một món talent bộ binh. Cái áo này lại là talent lãnh đạo. Phải chăng đây là những gì sót lại của một set đồ nhân tạo dành cho dàn tướng lãnh đạo ngày xưa? Về cơ bản thì đội hình của Bốt mình đánh giá là khá khỏe trong meta sắp tới, khi mà đội hình có tới là 3 bộ binh, 2 kỵ, 1 cung và 1 lãnh đạo. Hoặc là chúng ta đổi thành 2 cung luôn, chấp talent khỏi dùng tra gian cũng được. Bộ và kỵ thì đang khá vượt trội, riêng cung thủ lại là điểm yếu của tài khoản này. Vũ trang thì vẫn chưa dừng lại ở đó, lưu triệt vẫn còn một bộ chỉ số cũng khá cao. Nghênh chiến này đổi nộ tăng sát thương đòn đánh thường để tăng sát thương trừng phạt cũng khá ngon. Chiến hống thì tăng tấn công, quả quyết thì tăng sát thương ngoài đồng, bền bỉ tăng sát thương phản công. Một bộ vũ trang sạch đẹp, hiệu quả như này chắc Bốt dành cho tướng bộ mới rồi anh em ạ. Bodica cũng có quả vũ trang có chỉ số có vẻ không ăn thua cho lắm. Attila thì khá hơn một chút với 22% chỉ số và minh văn dùng mình. Cái dùng mình này thì không hiệu quả cho lắm. À, ngoài ra thì Bốt vẫn đang giấu 3 món cung thủ ở đây. Thế thì ý tưởng chơi đạo cung thay chai gian của mình nó lại là chuẩn sách giáo khoa rồi anh em ạ. Về phần ghép cặp chỉ huy, Bốt đang để khá lộn xộn nên là mình cũng trổ tài làm ông tơ bà nguyệt ghép cặp cho các chỉ huy này luôn. Đầu tiên là Quan Vũ Sargon. Đạo này thì nằm ở đâu đó danh A hoặc là danh A trừ, nhưng nhìn chung chỉ huy mới chưa có thì đây vẫn là một sự lựa chọn hợp lý. Tiếp theo là Sibyl Tarik,
Đạo quân này cũng tương tự như đạo quân trước, cân bằng giữa sát thương lan và sát thương đơn mục tiêu, cũng như là không quá mỏng manh để duy trì trong giao tranh. Sau đó thì không cần phải nói nhiều, mọi người cũng đoán được đó là Lucian Alex. Đạo quân này thì không nằm ở danh S thì hơi phí, sát thương to, chạy nhanh, lại còn đi bắt nhiều mục tiêu nữa. Đạo cung thì mình nghĩ là bố có thể dùng ra các lượng debu để chạy cho nhanh, cũng như là xả sát thương diện rộng được tối ưu nhất. Thay vì dùng chai gian Athea để gây debuff thì mình dùng luôn gear này cho một đạo cung thủ khác như là Borica, Jisungki chẳng hạn. Kiếm kill cho được nhiều chứ mang chai gian ra làm bao cát thì cũng hơi chấp một đạo một chút. Hai đạo cuối cùng thì là hai đạo kỵ binh thôi. Chạy nhanh nên là sẽ bảo hai khe sau để cho cân bằng tốc độ chạy. Nesky Belly để sốc đam đơn mục tiêu. Lại còn có nhiều chỉ số nên rất trâu bò. Mà sống càng lâu thì Belly debuff nộ càng nhiều, với lại Swarm thì càng hiệu quả. Hoặc khư bệnh thì khỏi phải nói rồi. Không ra trưởng nhưng mà anh vẫn phải lo được cho em. Doan P theo sau vừa xả chiêu sớm, lại còn vừa xả chiêu đau nhờ bắp sát thương của Hoàng Khư Bệnh. Sẵn đây thì mình điểm qua một chút về Vương quốc. Vương quốc này là 3251, đang có cấu trúc là 2 lương minh chính. Hiện tại đã có tới 4 ngôi sao trên lá cờ. Và 4 ngôi sao này là win thông từ KVK1 đến giờ anh em nha. Quả thật là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Và thật ngẫu nhiên làm sao, đây cũng là một trong những liên minh mà mình đích thân tham gia hỗ trợ. Bên cạnh đó còn các vương quốc như là 2872 4 sao, 2890 3 sao, 2769 3 sao, 3140 2 sao v.v. Liên minh chính thì cũng đã được đâu đó là 12 tỷ sức mạnh cùng 442 tỷ kill point. Đây là những thông số tương đối ổn áp của một vương quốc. Theo ý kiến chủ quan của mình thì ngôi sao thứ 5 sẽ dễ dàng về tay hơn nếu như vương quốc này thu gọn về một liên minh chính. Nhưng mà theo những gì mà mình biết thì ngay cả dàn dưới của vương quốc này cũng rất chịu chiến. Anh em nào còn bơ vơ chưa biết lối về thì hãy liên hệ R4 nha. Tới đây thì video review tài khoản của bot Dragon với 7 đạo open field siêu khỏe cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn muốn mình review một tài khoản khác hay ho và thú vị hơn nữa, cứ tự nhiên mà comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.